Quen biết rất nhiều, nhưng thật sự giúp đỡ bạn được mấy người? Không cần biết người thân nhiều hay ít, hãy xem khi bạn gặp khó khăn, có bao nhiêu người nhìn thấy bạn. Những người cùng bạn ăn uống mỗi ngày, khi có việc cũng không chắc sẽ giúp đỡ bạn đâu. Bạn bè cần chất lượng, không quan trọng số lượng. Như khoai tây, dù chất đầy xe cũng không thể sánh với một viên ngọc sáng. Tôi có một cái bánh, nếu chia bạn phân nửa là tình bạn, nếu chỉ ăn một miếng rồi nhường hết cho bạn là tình yêu, nếu dành trọn cho bạn là tình mẹ, còn như giấu đi rồi nói với bạn rằng mình đang đói là tình đời. Đàn ông nghèo khó một lần sẽ nhìn thấy người thật sự yêu thương mình. Phụ nữ xấu xí một lần mới nhận ra ai là người